Ghê quá mẹ ơi. Thôi, á vô rừng nè, từ đây, từ đây. Hai tới hai rồi. Welcome to the slide tunnel. Up the dark and dark waterfall to the sky. Tính ra cái này cũng được chứ mày ha. 50 ngàn rồi được ghê. Ghê quá. Ghê. Nó xuống cái dốc nè. Cái dốc kìa. Quay. Ủa thác cái đã, quay thác quay thác. Á, à, nhà đâu. Mất điện thoại ơi, thì ơi, cái đầu nó lấy được đâu. Tự nhiên cái chạy nhanh nó có cảm giác sợ sợ hả mày? Anh chạy điện thoại lên, rớt cái là mất luôn á. Ờ. Sao nó nghiêng ghê quá vậy, lỡ cái người đó nó mập quá hay sao? Nhìn Phúc với anh Tiên mập quá hay sao trời? Này rớt điện thoại còn lụm được rồi. Ồ vậy là phải có thêm một đường lên nữa ha. Mà cái đường xuống này nè nó làm chắc hơn. Tại vì xuống cái tốc độ nó nhanh. Thấy kìa. Đúng không? Mày thấy nó làm chắc không? Còn đường lên nhìn làm cái gỗ không à. Hát thì không quay, quay cái quần gì. Mày đứng lại. Mẹ rồi. Còn dưới kìa. Cây thôi không nhìn thấy gì hết, chói quá. Đầu xuống đây nè, coi xuống đây nè, quay nè, nó thắng lại cho quay. Ở đây rõ quá, tại vì nó không có chói phản sáng. Quay đi. Đấy. Thấp quá không nhìn thấy gì. Đã đến nơi. Đấy. Ghê vậy. Thắng lắm quá. Thắng lắm quá. Chạy nước bộ. Quay thác. Đâu ơi, đợi anh Phúc đi. Đợi anh Phúc với mọi người đi. À đây là chị Nguyên này làm ở Cây Quờ.